Đã con diều hoa phượng xong xuôi nha mọi người. Ơi xin chào các bạn. Con diều hoa phượng của chúng ta đây là số 1 của bãi diều quận 12 nha các bạn nha. Số 1 tập buổi chưa được, chưa quá thì ai làm chứng ấy, ai. Ê, vẫn còn video đây nha, tôi đăng lên rồi. Video nhưng mà chưa cao đặc quyền hết. Hôm qua video tôi vẫn đang đăng lên rồi đó, không số 1 à, chúng nó rớt hết rồi. Chưa có sao bây giờ còn công nhận. Ông có nghe tôi nói không? Tôi có video tôi đăng lên YouTube đó. Con cu dư đang lao, con cu dư nó lao, con cu dư, con cu dư. Cái bề nổi đó khi nào có thương hiệu phải đầy mà đóng dấu đóng mạc đồng hoàng mới. Con của cu dư mà nó lao thì nhìn không đẹp thôi. Nó quay về này ui nó rõ ràng luôn. Con cu dư tôi quay là rõ nhất. Chẳng qua là đính dây xong rồi nó rất sâu quá ngoài hết. Vậy con Hưng qua có gãy gì không? Không. Không phải con đó ngoái trên không ác, ngoái qua ngoái Long Phát. Rồi, con này diều cắn bẹ. Bốn mét lẻ bốn. Đang tính làm con bát này nữa. Tuyệt vời. Cái này á. Bay. Nó gì đây từ đây. Cái này này chứ mà tháo này nhỏ. Đang chờ gió nha các bạn. Chiều nay mới có 3 con ra thôi. Ngày hôm qua thiệt hại tổng cộng là hết 7-8 con. Hôm qua 7-8 con bị cắm đầu. Hôm qua tổng thiệt hại rất nhiều bãi diều. Hôm qua tổng thiệt hại rất nhiều diều. Hôm qua trận dông lịch sử. Bây giờ đang còn là 3 con rồi. Còn mấy ông kia không biết có dám ra nữa không chứ. Mấy cây nào cũng chắc. Thôi đang ngồi làm sao mà mấy. Đang ngồi chờ tí xíu đây. Tích rồi chơi con nhẹ nữa hiểu không? Con nhẹ nó chơi. Đang ngồi chờ gió nha. Bây giờ nó cái trái không nó cũng nặng rồi. Chiều nay gió nào con nhẹ vẫn bay được rồi, chứ biết điếu. Chiều nay gió ít quá. Chưa có gió. 4 giờ 30 phút rồi. Đó đây mấy bố con hoàng ra rồi. Ba ký nhà, ba ký á, 2m4. Đây, mấy tiếp tục ra thêm 2 con nữa. 2 con nữa. Chẳng ra xem bác Hoàng buồn đời đâm ống, đem sáo đi em đập kìa. À, được 8 phần cơ đi. Tìm chưa? Trời em nghe. Đấy làm tiền đi. Rồi, tiếp tục một con nữa. Con tiền ở ngoài bên kia hả? Rồi, đang tiếp tục ráp nha, đang ra. Ủa, ngày hôm qua không? Đem đại trà ấy. 30 rưỡi. Này đây em đại trà 30 rưỡi. Chờ rông vẫn là giúp tôi. Anh ngán gì đâu mà rông vẫn chơi. Đây là bụng còng. Trẻ không chịu. Đi 111 hả? Đi 110. Đây là ống tre. Ống tre. Ông kia hai khúc ạ. Con trê đời con trúc ạ. Đó. Con thứ hai con chết rồi, mưa. Nó to bằng cái gần bằng bản mặt mình nhá. Đâu, đấy. Đó, đây là rồi. Thực tế. Tao như cái đầu luôn. Nếu như mà các em học sinh mà ví dụ như bây giờ là chuẩn bị đi học á mà không có lót bảo hiểm là liên hệ bác QC Hoàng. Mua cái nón này là mua bảo bác đây là tiệm cho cái mũ này về làm lót bảo hiểm. Là hứa công an không mà bắt. Rồi đang ráp tiếp hai con diều nữa nha. Có thể tại vì em không biết là vị trí diều rơi. Chiến thì em biết nhiều lúc em cứ tìm trực tưởng xung quanh rồi. Chưa biết vị trí diều rơi là bao nhiêu tiền. Thôi nói thẳng luôn. Tôi là rồi hai bộ sáo. Không bao nhiêu tiền cả. Không bao nhiêu tiền đâu. Cột dại rồi. Cột rồi xong rồi tôi thấy nó quay đầu xuống vào. Ú má mày ta cầm ra chạy luôn cho mày úp xuống cỏ. Thấy mẹ ăn qua đó úp cỏ không à? Ú má cỏ ta bị cắn rồi cỏ. Không nhiều. Còn thiếu này mình bỏ nguy thằng này dính vào nhà dân lắm. Nếu mà phải thả bao nhiêu. Thằng này qua thả hơn 300. 300. Đúng 300. Ừ. Cuốn này 300. Rồi đang ráp thêm 3 con nữa nhé. Là tổng cộng bãi diều chúng ta là 5 con chiều hôm nay nhé. Đó đây hai con rồi này, nó tổng cộng 5 con. Cơn giông bắt đầu đen đen lên rồi.
chục là làm cả trong nữa cho nó hoành tráng. Ủa anh, cái màu đen đây là sao vậy anh? Em có ngán gì đâu mà. Hả? Cái màu đen đây là sao vậy? Cái đấy là chống chống vỡ đấy. Cái đai gọi là đai ấy. Đây đây là mình gì? Đai sừng á. Đai sừng trâu á. Nó dán luôn á. Hả? Đó, bán cũng ngoài lời à. Cũng là bán lời lắm nha. Nó cách 60 mà nó bán có 65 ngàn 90 một lô. Hả? Đẹp không? Con này lô rẻ lắm. Cây của nó nếu mà tầm cỡ khoảng hơn 100 mà. Thổi cái kêu không? Con này bay rộng 200 mà cắt làm đôi. Ngoài nhông xài đó. Con này không đủ gió. Rồi nhưng mà ý là ngoài nhông xài đó. Qua bể sáo nào? Cây cọc thôi hả? Anh làm anh tiện anh xăm vào đấy. Xăm trực tiếp rồi chứ mà. Ngắm qua con này cũng lao xuống này. Con này lao ngắm qua chỉ gậy cọc thôi. Không thiệt hại gì đáng kể. Con này mới mua nhiều. Này mua nhiều nó mua nhiều. Con này thì cứ con này hên một cái là thế là thôi đang ráp vô. Bốn cái vai này hết 6 thằng kia nó bán 60 ngàn một khúc này. Ngọn 3K. Cái này nó hơi bị mẻ mẻ. 3K rồi. Thì hơn trăm mấy cây à. 312. Tính như 4 cây hết còn 500 đi. Cái nối đuôi. Không nhớ đâu, cái cây này cái vip vàng mà. Cái lời ngon đó chứ, làm hết con này hết. Nhưng mà có vấn đề gì cái bảo hành, bảo hành lại có vấn đề đổi hết. Nó làm nhiều, đáng đéo nhiều thì nó mua số lượng nhiều quá, rẻ lắm. Bớt là phải trên kia rồi, phải nó kêu để mà anh mua số lượng nhiều á, em bán cho anh như à, nhiều thì nó rẻ, nó rẻ thì. Còn nếu em mua lẻ nó khác nha. Mua lẻ thì tất nhiên nó phải cao hơn. Mua trên mạng ấy, nó hỏi nó mua số lượng nhiều nó bán rẻ cho. Rồi anh mua thấp nhất phải chục cây lên. Rồi đang đáp dàn sáo cho nha. Chục cây tính một cây làm lấy được làm mấy vai hai đúng. Hai vai. Tiếp tục. Nhưng mà có người ta đò thêm được có vai à? Vai vai. 4,5 rồi phải đò. 4,5 rồi đò hai cây một cây thành hai cây. Đóng vào trong. Đúng này nó vừa. Nó đuôi đi. Con này dẻo, cao phết đấy. Vip. Nó dẻo mà. Shimano này dẻo. Hiện là cái thành kiện nó cao quá thì 21 nhá. To phết đấy. Nó làm cao chưa giờ? Nó với thằng Vũ Huy Hoàng trên trường ấy. Con này chưa giá bảo hành lên nhà nó thấp chưa ấy. Thì cao đấy bảo hành bây vậy chứ. Bảo hành có lỗ chết luôn. Hai đốt. Đây là cái mắt nhá, cái mắt của mắt ke nhá. Nào. Thì nó lấy ra đấy nó đã tính cả cái tiền bảo hành rồi. Bên kia hai ống bên này. Ống bên này. Cái mặt kia nào giống mà hóa ra sẽ giống nhiều lắm, ít lắm. Kia luôn. Nếu mà con gì đã mất tiền nó nghĩ là nó thốt kéo rồi. Không nhiều đâu. Không nhớ không? Em là em cứ càng là đắp tiền nó cứ càng là phang đấy cho có phải hỏi chứ mẹ. Em cứ phang cho. Nhưng mà ông ngộ mẹ một con này mất tiền quá nhớ trong đây rông mà nó thấy. Nhiều em không tiếc làm gì, tiếc 6 thôi. 6 lại tiếng một 6 thứ. Nó không đúng âm nó hả? Nó bị mất âm chứ anh. Giống như Hưng á, trời con diều đó mất tiền đó mà cứ nó xong một cái là nó cứ kéo 3 4 người phụ cho ngồi ba bãi kia rồi kéo. Đã chơi diều thế khổ vậy, khổ sở mà. Thì không gãy. Cái bảo hành chứ có sợ mấy. Không biết con diều thằng cú Hưng ấy. Mấy diều đấy mà đẹp thì đẹp thật mà thả cũng khổ. Thả vừa thả tí thì kéo. Quá mà không. Không anh em nào lên cả. Này. Cái nan cánh qua tìm lại cũng thấy kìa. À, toàn là chơi cho máu. Thôi chắc đi về. Nãy mới mưa dính mưa nè, chừng chín nè. Mà chơi cho nó máu. Thôi vậy chắc đi về quá. Chứ không có thì mất nhiều. Không khéo lại gãy nhiều quá. Rồi, gió lên rồi. Chắc ai lầm không? Mà sao nó rớt rồi nhỉ? Nó nằm lên trong vài kia. Đang nằm trong con diều nha. Nhiều không, nhiều khi nó rớt. Rồi, cho lên đi, cu chip. Lên chiều mồi đi. Lúc mà nó bay xuống á, cái sức gió nó rớt xuống á. Nhiều khi nó rớt xuống đó. Lúc nó quay nó phải. Đúng rồi, cái lúc nó quay mấy vòng nữa đó. Lên đi. Để tí hỏi Chiến là sao, tại vì thôi. Tại vì qua anh mình ra là không biết là nó rớt ở đâu. Cái của bố cũng không. Đâu nó bảo chung cư kia. Từ từ. Nhà, đúng rồi, nó chung cư này. Bây giờ nó mới phản ảnh lại đó. Này nó chuyển gió là chung cư này khác anh. Hay là bên đó, thằng này bên đó ấy mà. Để chuẩn bị lên con diều này nhá. Chú này chiều nay bộ nước nhà ta chú lên chú công. Rồi. Nè lên đúng. Đâu. Một, hai, ba lên. Rồi. Đây của mấy thằng cu này nó hay buổi chiều tụi con hay ra bãi diều chơi không? Dạ có. Có hả? Nhà tụi con gần đây không? Dạ có.
tử công nhà tao xa cái mẹ luôn, nhà tao gần à. Nhà tao tầm 2 km. Mọi người thấy mình ngầu luôn em. Đó mọi người thấy không, bạn này ngầu không? Đó biết nhảy Lambada đúng không? Lambada cha nha. Đây là những con nghiện. Những con nghiện buổi chiều hay nào hay ra đây đúng không? Dạ học chưa. Con ra buổi trưa chị. Con học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 6. À. À thằng cu này là học lớp 12 nè, thằng cu này là 12 chia 2 nè. Chú, dạy cho họ nó bài phép tính là lớp 7 đi chú. À một. Hỏi phép tính thằng này lớp 8 ơi, thằng này nó năm nay nó lên lớp 12 nè. Quá dạ. 1 1 chia 1 bằng mấy? Dạ em không. 1 chia 1 1 đúng không? Dạ. Bao nhiêu chú? Ủa chú lên nữa lên đâu đi. Chú biết đâu. Ai vậy ơi? Mọi người thấy ông nó mới làm gì mình á. Rồi video này sáng mai chú mới đăng nha. Xem đi chú. Rồi xem chú. Vô Thả Diều quận 12. Dạ. Có cái cân của chú có 2 cân. Một cân lớn thì có cái mặt của chú nha. Còn cân Thả Diều đẹp thì cái cân đó chú mới lập thì Thả Diều được không chú? Thả Diều quận 12. Nhưng mà cái dấu hiệu của con nó bị liệt rồi không có nhấn được. Ờ thì không cần. Rồi chuẩn bị đâm tiếp thêm con này lên nữa nha. 4m04 lên. Tiếp tục thêm con này nữa nha. Con này con thứ tư. Con này là chúa ở bãi nha chú. Con này con chúa ở bãi luôn. Con diều bẹ cõng rất khỏe. Lên. Sáu vàng. Vàng bò. 1 2 này. 3 này. 4 con này nhá. Đang lên 4 con rồi này. Trời mây đen. Rồi tiếp tục ra thêm một con nữa nha các bạn nha. Chiều hôm nay ra thêm một con nữa nha. Chuẩn bị đại chiến không? Không, trời này không dông đâu. Cơn đen là đen thôi chứ có khả năng là không có dông đâu. Rồi chuẩn bị lên tiếp nha. Đại chiến không? 1, 2, 3 lên. Lên tiếp. Đang gió đang chập chờn các bạn ạ. Đang có thể là đang chuẩn bị chiến dông tiếp đây. Ba con với đây 2 con là 5 con này. Đó 5 con. 5 con. Con này 6 chuông nha, con của Hoa Phượng này 6 chuông này. Đang chập chờn quá, đang chập chó chập chờn quá, đang rớt rồi. Đang lên rồi đấy. Đó, đang gió đây, con Hoa Phượng đang bắt đầu lên đây. Đúng rồi. Tôi nhìn nó buộc dây lèo rồi, mình tay ngang thả nó lên được đâu. Ui, mà cái diều nó dài, cái cánh chừng 5 mét chứ mà thả xuống. Mười mấy củ. Mình đang đánh banh chạy thí mại mà kêu rồi, mấy ông thả diều đâu. Trời, lúc nó dông lên. Rồi, rớt rồi, con này rớt tiếp rồi. Rớt tiếp, ok, không mất gió nha. Rồi, mất gió rồi nha, ba đang lên không được đây. Đang 2-3 con kéo về bãi đấy rồi. Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.